Thưa quý vị, đợt tái bùng phát dịch COVID-19 từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, tỉnh Bắc Giang là tâm dịch phức tạp. Cả nước hướng về Bắc Giang, rất nhiều lực lượng đã được huy động đến Bắc Giang để cùng chống dịch. Và có mặt tại Bắc Giang ngay những ngày đầu đợt dịch COVID-19 tái bùng phát, những ngày qua cùng với những lực lượng trên tuyến đầu, cán bộ, học viên của Học viện Quân y luôn có mặt tại các điểm nóng để thực hiện nhiệm vụ. Về Bắc Giang, những người lính quân y với tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, chung quyết tâm cao nhất là cùng với chính quyền và nhân dân địa phương dập dịch. Trong câu chuyện Ai thế nào vì sao hôm nay, chúng ta cùng làm quen với những quân nhân trong dòng người về Bắc Giang để chung sức dập dịch quý vị nhé. Ngày làm việc của cán bộ học viên thuộc Học viện Quân y trong đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng. Đã hơn 30 ngày kể từ ngày bước vào cuộc chiến chống COVID-19 tại Bắc Giang, học viên Nguyễn Thành Trung và đồng đội luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn vất vả giữa thời tiết nắng nóng, oi bức, ngột ngạt để đảm bảo việc lấy mẫu nhanh chóng và an toàn. Bản thân tôi cùng với cả các đồng chí trong đoàn tham gia chống dịch là đã xác định quyết tâm, nỗ lực hết sức mình để cùng với cả cán bộ y bác sĩ ở đây giúp đỡ chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh. Hôm nay được các bác sĩ ở Viện Quân y và dân chúng tôi giúp đỡ, dân chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm. Mặc dù rất lắng lóng nhưng mà các bác sĩ rất là nhiệt tình lấy giúp đỡ người dân chúng tôi ạ. Có mặt tại Bắc Giang từ ngày 17 tháng 5, hơn 400 cán bộ học viên của Học viện Quân y đã lập tức có mặt tại những điểm nóng để chia lửa với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Ngoài các đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng để tăng cường năng lực xét nghiệm cho CDC Bắc Giang, gần 100 cán bộ học viên cùng với phương tiện kỹ thuật đã chia làm 3 ca làm việc 24/24 giờ để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm. Hiện lực lượng này có thể xét nghiệm trung bình 10.000 mẫu một ngày, qua đó sàng lọc cho 50.000 người một ngày. Và lần này thì chúng tôi mang về cái bộ kit với xét nghiệm với khả năng công suất lớn. Với cái quá trình chuẩn bị rất là công phu như vậy, khi về Bắc Giang chúng tôi được cảm nhận cái không khí chống dịch rất là thần tốc và rất là kiên cường của người Bắc Giang, thì thôi thúc cho chúng tôi càng phải cố gắng hơn, quyết tâm hơn để đẩy nhanh được cái tiến độ xét nghiệm diện rộng nhằm sớm kiểm soát được tình hình, ổn định đời sống của nhân dân. Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh của người lính Cụ Hồ, các cán bộ học viên của Học viện Quân y đang từng ngày góp sức vào cuộc chiến dập dịch. Ngày đêm chống dịch như chống giặc, tất cả chỉ có một mục tiêu, chung sức cùng chính quyền nhân dân Bắc Giang nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.